gặp nhau ta phải hết mình vì nhau. Cuộc đời có lúc khổ đau, anh em ta gặp quên mau sự đời. Các anh, các chị khắp nơi về đây dự tiệc mừng ngày đàn ông, xin đàn ông tay. Kính thưa anh ông về đâu có bỏ anh em Bắc Ninh, hôm nay là ngày trọng đại nhất, là một ngày mà chúng ta chờ một năm qua mới có ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày của chúng ta, bởi vì cái ngày tự do nhất, cái ngày uống rượu say nhất, cái ngày mà chúng ta bay xa, bay cao, bay tất cả bầu trời mà họ đàn bà không có một ý kiến nào. Ê, đàn bà tất cả 364 ngày là của đàn bà, nhưng đàn bà cũng thông cảm trong ngày hôm nay của chúng ta chỉ có 365 ngày là một ngày đàn ông. Chúng ta giải phóng được sự ấp bức trong lòng, giải phóng được sự bức xúc, bởi vì 364 ngày qua của một năm chúng ta khổ cực lắm, chúng ta gò bó lắm, chúng ta hổ thẹn lắm, chúng ta không có bản lĩnh. Nhưng ngày hôm nay